Rồi, xin chào các bạn. Nay tôi giới thiệu cho các bạn là một cây thuốc cũng rất quý, có thể nói là cứu tinh cho rất nhiều người. Trên màn hình các bạn đang coi, có ai nhận được ra cây gì không? Tôi có một vườn nho nhỏ. Các bạn quan sát kỹ nhé. Đây chính là cây cỏ linh chi nhé. Cây này có khả năng tiêu viêm rất là tốt các bạn. Có nhiều người mà chữa khắp nơi về cái vấn đề đau viêm loét bao tử cũng không khỏi. Nhai cái này, nhai sống một thời gian là tự nhiên khỏi, lúc nào không biết, lúc nào không hay. Cái hoa của nó, mùa này nó có hoa. Tôi gọi nó là cây linh chi thảo. Thì cái thân hình cái cây này nó giống gần như là cây cây thầy lài, cỏ thầy lài, nhưng mà cái này nó to hơn, thân nó mập, lá nó to hơn. Cái này rất là dễ trồng, các bạn quan sát cho kỹ. Cái bệnh viêm loét bao tử ấy thì là mình cứ hái cái lá này thôi, mỗi lần khoảng 6-7 lá gì đấy, ta rửa sạch đi mà chúng ta nhai sống nuốt từ từ, đói bụng ấy ngày 1-2-3 lần. Lúc khi mình đói bụng thì nó tốt hơn, nhất là buổi sáng là quan trọng nhất. Đây đang có hoa rất là đẹp. Cây này thì nó dễ trồng lắm mà phát triển rất là nhanh. Chúng ta chỉ cần một cái nhánh của nó thôi, một cái nhánh nhỏ của nó thôi, bắt đầu là chúng ta dâm một thời gian thì nó lên một bãi như thế này. Cách đây khoảng 7-8 tháng thì tôi cũng chỉ có một bãi nhỏ nhỏ bằng khoảng 1 mét vuông, trồng 2-3 tháng sau đó là tôi nhân được ra một vườn nhỏ nhỏ như thế này, nó đang lên. Lần này thì tôi đang tính là sẽ nhân rộng ra nữa để phối hợp với nhiều cái vị thuốc đặc biệt khác để chữa về viêm loét bao tử. Tuy nhiên thì một mình nó cũng tốt lắm rồi, còn làm thuốc thì có những cái bí truyền riêng, thì tôi cần phải phối những nhiều cái vị khác nó đặc biệt hơn nữa, nó tối ưu hơn. Các bạn có thể là tìm, nếu nhà ai có thì các bạn có thể là xin về làm giống. Viêm loét bao tử thì các bạn nhai trong vòng cũng nhanh lắm, vài ngày là các bạn thấy êm rồi. Chịu khó nhai sống như vậy khoảng 1-2 tháng là mình khỏi lúc nào không hay. Ngoài ra thì mỗi một lần mà bị viêm họng, viêm amidan ấy, chúng ta cũng hái cái lá này để cho mấy hạt muối, rửa sạch cho mấy hạt muối chúng ta nhai nuốt từ từ thì nó cũng giải quyết cái vấn đề mà viêm họng rất là tốt. Nó có khả năng tiêu viêm rất là hay. Phải nói là cái cây cỏ nhìn thì đơn giản thôi nhưng mà nó là một cái vị thuốc cực kỳ quý các bạn. Cái này có thể trồng ở các khuôn viên của gia đình cho đỡ, nó vừa đẹp này, lại vừa đỡ cỏ, cả một cái vườn như thế này quý lắm ạ các bạn ạ. Nó là một cái cây cũng có khả năng là giúp cho những cái bệnh tiểu đường,
tiểu đường thì cũng dùng được, mặc dù là nó cũng không có giải quyết, một thứ cây thuốc thì không bao giờ giải quyết được hết cái bệnh đó, nhưng mà nó khống chế được. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tới. Tôi lại giới thiệu cho nhiều cây thuốc khác nữa. Tạm biệt các bạn.